Và rõ ràng rồi, hai bên đều đã sẵn sàng cho những cú va vào nhau. Và bây giờ thôi, không còn cần phải chờ đợi lâu nữa. Những với chỉ đầu tiên, thế là Team Rocket cũng như là Gasport cũng đều đã có. Cả hai đều sẽ tìm đến những nguồn sáng nhất định ở trong một khoảng thời gian ngắn trước cái đã. Họ có thể dùng bản thân hoặc là những con mắt chẳng hạn. Và các bạn đừng quên hãy đăng nhập bằng tài khoản Rocket của mình ở trang lolsport.com và theo dõi trực tiếp cái trận đấu giữa hai thì hai đội tuyển đó là Gamesport đối đầu với Team Liquid để có thể nhận được những biểu cảm, những biểu tượng độc quyền của giải đấu chung kết thế giới. Đây là những phần thưởng có gọi là có hạn một chút xíu, bởi vì khi mà giải đấu này kết thúc thì những cái phần thưởng đó nó sẽ không còn nữa. Các bạn đừng quên nhé, đăng nhập bằng tài khoản Riot của bạn trên trang lolsport.com. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thi đấu này. Ván thi đầu tiên giữa hai đội tuyển Team Liquid đối đầu với Gamesport. Cả hai đang bắt đầu những bước chuyển đầu tiên của bản thân mình, đặc biệt hơn hết là trong giai đoạn hiện tại chúng ta đang thấy là Elio cũng đang muốn tạo ra một tình huống có thể sẽ là đối đầu ngay từ thời điểm bắt đầu luôn. Trong trường hợp đối phương mà qua cúp rừng một cái quy đến từ Galian sao loạn là một cái quy đến từ Rome là đủ để giải quyết được vấn đề. Và có vẻ như Gam đang muốn đảo được. Họ đang cảm nhận được là kèo thi đấu này sẽ có một vài khoảng thời gian đầu tiên của ván đấu anh ta sẽ là người bị cấu rỉa. Đối với tại sao mà Isilus quyết định là di chuyển lên nửa cánh trên và tạo ra thế đảo đường. Và đây hãy xem, một Elio đang cực kỳ sừng sững trước mặt và khiến cho Humpty có một điểm chung giữa Elio và Humpty là cả hai quyết định sử dụng skin ván Giáng sinh ở trong cái ván thi đấu này. Để xem ai sẽ phát quà Noel dành cho ai đây. Humpty bị đẩy lui về nội tại của một con vằm. Ở level 1 nó là vô cùng mạnh mẽ trong khả năng đánh nhau ở trong cái khu vực rừng này. Do đó thì quyết định của Levi đẩy lui đối phương về impact được bằng cấu diểm chút xíu dính ngay cái tết tay tái. Và sói là bãi sói để dành cho Levi chăng đây. Con sói có trừng phạt cấp độ 2 thẳng luôn. Với các impact. Team Bắc hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề nhẹ. Anh ta ăn quy 2 lần liên tiếp. Anh ta đang chưa hưởng được bất cứ một cái con lính nào cả. Còn ngược lại bên kia chi tiết chúng ta thấy là Kia bắt đầu từng đợt lính đang đứng gần với anh ta rồi. Và anh ta cũng đang là người bị tác động. Anh ta bắt buộc phải sử dụng của phản công của mình. Hết được đợt lính này không đây. Vẫn đã có dấu hiệu là Kia hết được. Còn trong khi đó Team Bắc trong giai đoạn hiện tại, anh ta đang phải di chuyển được ở giữa. Những khởi đầu đang không thực sự suôn sẻ lắm dành cho Team Liquid. Có vẻ như là Kia kích hoạt cái phản công vừa rồi nó hơi muộn một chút xíu. Do đó thì dẫn nhiệm rất nhiều sát thương đến từ đối phương. Còn ở khu vực rừng thì sao? Levi đang hướng tới bãi quái rừng thứ ba. Còn Maokai thì tốc độ dọn quái rừng của Humpty nó sẽ bị chậm đi một chút xíu so với cả Vi. Và là cái thứ nhất thứ hai đó chính là anh chàng này bị đẩy lui về và mất một khoảng thời gian để di chuyển xuống khu vực rừng dưới này. Bây giờ Kia bật phản công lên, vẫn dính sát thương đến từ cái dịch chuyển hàng mà thôi. Nhưng rõ ràng ở thời điểm này chúng ta là người đi trước một đối phương gọi là một chút xíu về cái nhịp farm rừng. Đúng là như vậy, đó là cái cần thiết. Một con Vi cấp độ 6 thôi một cái gì đó vô cùng ảnh hưởng ở trong giai đoạn tiếp theo cô bán thi đấu. Một giai đoạn mà bạn sẽ rất cần những tình huống combo combo dựa trên Orina cũng như là Vi. Và khoảng thời gian này là khoảng thời gian cứu thoát được tuyệt vời hơn. Nhưng Kia sẽ là người gặp khó khăn. Humpty muốn tổ chức một pha băng trụ chắc chắn là như vậy. Và Impact cũng đang tương tự giống như thế. Kia nhận ra vấn đề chưa? Kia đã nhận ra được vấn đề. Anh ta sẽ cần cấp 2. Một con lính cũng đã có, còn thêm một con lính nữa hiện tại vẫn đang bị tấn công. Nhưng hiện tại máu đang không đủ. Kia lên được cấp độ 2 kim, trụ đang bỏ mọi người coi chay. Humpty đang bị trụ bắn và đập xuống. Đó là chiến công cho Kia. Và đó là chiến công dành cho Kia 1-1 ở pha thi đấu này. Kia mất đi một số chỉ số lính không hề nhỏ chút nào. Trong khi đó đường trên thì APA là người lên khu vực đường trên này do anh ta đẩy trước so với cả một con bài Orianna của Emo. Thực ra thì pha trao đổi này chúng ta cũng không lỗ và đối phương thì cũng không lời quá nhiều đâu. Vẫn sẽ là một cái thế được đánh giá là cất đến tất cả hai team. Nhưng mà rõ ràng việc Kia có được bài hạ gục vừa rồi nó sẽ giúp cho cái cú băng trụ của Team Liquid nó không hề vui một chút xíu nào cả. Bởi vì cái người nằm xuống là Humpty, đó là người đi rừng. Còn đúng, trong đó Levi vẫn đang tiếp tục chăm chỉ với chuyện bẫy farm quái của mình. Điều này sẽ khiến cho Humpty đang bị chậm nhịp. Và chính vì điều đó sẽ giúp cho anh phía Gasport chúng ta xem kìa, cái cấp độ bắt đầu nó phản ánh chuyện đấy. Levi đang cấp độ 4, Humpty đang cấp độ 3. Chứng tỏ được là Levi đang bước trên được Humpty một bước. Và Easy Love cùng với cả Elio đang muốn tích một cái quê lính ở đây. Trong khi đó thì Aurora trong tay của Impact bắt buộc phải chạy ra khu vực đường giữa này. Emo thì bây giờ đang cố gắng để đẩy một cách chậm rãi. Levi đang hướng tới là con cua ở khu vực sông dưới. Trong khi đó thì ở thời điểm này Humpty đang cố gắng để đi thẳng vào giữa đối phương lấy con bồ đỏ. Mọi thứ đang ổn dành cho Gamesport, đặc biệt là Levi cần phải có cấp độ 6 càng sớm càng tốt. Kia nhảy lên nhưng sẽ là lùi về dành cho người chơi đứng trên của Gamesport mà thôi. Chúng ta đã thấy là Yon cũng đang có một dấu hiệu không hề ổn một xíu nào cả, bởi vì anh ta vừa rồi phải đi cùng với những đồng đội của mình và Yon hiện tại đang mất một lượng máu kha khá. Một cú gõ nữa là Yon sẽ gặp vấn đề lớn. Levi đang sẵn sàng với cú đấm của mình. Đây rồi, đánh được vào Yon là mọi thứ sẽ cực kỳ thành công. Đáng được cái tóc biến chỉ thành Levi. Tiếp tục là hai tình huống tiếp cận và Yon đã phải nằm xuống mà cùng tiếp tục cho Kia. Và đó là mạng dành cho Kia cùng với cả một lớp cái trụ nữa. Lính đang bị deny rất nhiều ở khu vực đường dưới này, một tình huống băng trụ hoàn hảo. Còn ở khu vực đường trên này thì Elio cùng cả Easy Love cần phải chơi một cách cẩn thận, bởi Humpty đang là người có mặt ở bãi người đá. Nhưng câu chuyện băng trụ với Elio là một vấn đề rất lớn. Đồng con Brom này có đánh ngất ngư, con Brom được có tối thiên cường và Đức Sota, nó đầy đủ những công cụ để ép cho đại diện bên phía Bắc Mỹ sẽ cần phải suy xét rất kỹ cho câu chuyện là liệu có nên trả thù ở khu vực nửa cánh trời hay không. Nhưng nếu như mà Elio ai ta chơi hổ báo thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, và Elio thừa biết điều này. Đó là một tình huống cần thiết dành cho cầu thủ đường dưới đến từ Gamesport. Còn bây giờ Co Dây Dây đã bị lộ rồi. Humpty chưa bị lộ nha. Emo nhìn thấy Co Dây Dây, cảm ơn Co Dây Dây rất nhiều. Cái vấn đề ở chỗ là Emo đang
câu thời gian. Anh ta đang câu để cho con trai trai không thể nào đi lòng vòng và hưởng kinh nghiệm. Còn ngược lại phía bên kia chúng ta thấy là con Rom vẫn đang hưởng kinh nghiệm rất là nhiều nha. Elio đã cấp độ 4 và Impact đang là người bị tấn công. Impact đã bị dính một tình huống giữ chân từ đối phương và Impact sẵn sàng quay trở lại với những combo còn lại. Nhưng rõ ràng câu chuyện cấp độ đại diện của VCS đang làm tốt hơn rất nhiều so với những gì mà Tuấn Quyết có thể làm được. Đặc biệt là thời điểm Levi cấp độ 6, đó sẽ là cái điểm nhấn của Gam Esports ở thời điểm tiếp theo của ván thi đấu này. Và đó chính là những cái thời điểm mà con sâu sẽ xuất hiện ở trên bản đồ. Chưa có dấu hiệu là muốn swap lane ngược lại, bởi vì Gam Esports muốn nhắm tới là những con sâu này. Khi Levi đang tức tốc để đạt cấp độ 6 để xem ra Levi được có bao nhiêu chỉ số lính rồi. 41 chỉ số lính, muốn nhắm tới con cua. Con cua này đặc biệt quan trọng, và có một con cua cùng với cả một con sâu đầu thì có thể sẽ đạt cấp độ 6. Nhưng mà nó đang có một vấn đề lớn, Ti đang không ở một cái cấp độ mà anh ta đánh nhau khỏe. Đó là lý do tại sao anh ta bắt buộc phải chủ động di chuyển vào khu vực con sâu đầu tiên để nhằm mục đích là cải thiện về mặt cấp độ, cải thiện về cái điểm kinh nghiệm. Anh ta cần một con sâu đầu bất chấp cho câu chuyện hiện tại đang có một vài khó khăn nhẹ dành cho những người đồng đội của anh ta. Và chính vì đó, API cũng phải chạy ra đây để hỗ trợ thêm. Rất nhiều những sự hỗ trợ đó để nhằm giúp cho Ti có được ba con sâu không đầu tiên. Còn trong đó Gasport họ nhận ra vấn đề. Thời điểm này họ sẽ cần những lượng chỉ số farm, thời điểm này họ cần kia ra ở một phong thái nó cực kỳ khỏe khoắn, cho nên những đường còn lại chỉ cần đánh bình an là được. Không để cho kia ra farm và đang có một cây đê đẹp là xong. Tôi đang rất đồng tình với cái ý kiến này đến Gamesport. Đối phương chạy cả năm thành viên đây. Thì ở khu vực đường trên thì Elio cũng cả Easy Love tích một quay lính và sau đó đi nai lính ở đường dưới rắc trong tay kia ra cũng là như vậy. Và chúng ta cũng có một mục tiêu, mặc dù là đổi mục tiêu nhưng chúng ta đã khiến cho đối phương mất lính. Và đây rồi, vẫn đang bị giữ chân lại, vẫn đang có một tình huống nhảy sử dụng chậm nhẹ tên lửa tấn công. Elio sử dụng núp sau ta vẫn đang bị tấn công và tỷ lệ nằm xuống vô cùng cao mà hai cục tranh trai này. APA đang phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Chàng này anh ta đang cố gắng bỏ chạy phía bên này. Impact có thể sử dụng cú đấm, anh ta vẫn đang cố gắng cân đấm được khá thành công. Kia phát khỏi tầm bóng của trụ, một khi đánh tường kia sử dụng cú phản công và Impact vẫn đang tiếp tục trụ quá tốt của mình ở dưới. Còn trong cái đó nữa, của mình trên một lý do nào đấy mà Elio đã bị tấn công và Elio đã phải lên bàn số rồi. Giải băng tiến đã băng tiến. Em mang tình tứ lấy một lần nữa một phát băng không thể nào có thể lãng mạn hơn, một trái tim băng giá thật sự đến từ màn. Đúng là như vậy, xạ thủ người Lào chuẩn bị chuyển thành người Lào đến nơi từ Easy Love rồi. Và bây giờ thì Easy Love có được một điểm hạ gục đối phương, ngắt nhịp đối phương biến về và giúp cho các thành viên còn lại của Gamesport họ kiểm soát bản đồ dễ dàng hơn. Levi đang nhắm tới con bùa đỏ và bùa đỏ này sẽ giúp cho Levi có được tản xung đột cấp độ 6 đã có rồi. Và tạm thời thì chúng ta sẽ chờ xem Levi chạy ra đường giữa sẽ là như thế nào này. Câu chuyện bây giờ sẽ cực kỳ căng thẳng dành cho hai bên. Có thể giai đoạn này sẽ là một giai đoạn nó tạm thời sẽ là yên bình một tí xíu, cần sẽ là cần những lượng chiến farm. Những APA lần thứ hai anh ta hụt con xe rồi. Lần thứ nhất tôi nhìn thấy là cái khoảng mà gần với cái trụ một bên phía của Gasport, và đây là lần thứ hai anh ta đang gặp một số vấn đề nhẹ. Đồng ý là vừa rồi anh ta được nhường, nhưng rõ ràng sau tình huống nhường đó, bạn mất cả mạng, bạn mất quay lính, bạn mất cả thời gian. Nó đang khiến cho APA đang không có một trạng thái tốt nhất để có thể gia tăng thêm nguồn sức mạnh của bản thân mình với tốc độ cần thiết. Mọi thứ đang rất ổn dành cho Gamesport. Họ đang lên tầm khoảng 500 tiền mà thôi. Nhưng thời điểm này, thời điểm mà bên phía của Gamesport họ đã tự tin hơn với cái khả năng đi đường của mình rồi. Đầu game thì chúng ta sẽ gặp một vài vấn đề với con Jack này, với cái bài là Orianna đối đầu với Tristana. Thời điểm mà đi chung với nhau có thể tạo ra những cái bước ngoặt ở khu vực sông tiếp theo, đặc biệt là khu vực sâu 2 cùng với cả con rồng tiếp theo. Bây giờ Levi đang cố gắng farm sói. Chúng ta đang rất cần những cái sử dụng tình huống gọi là tản xung đột đến từ Levi để có thể can thiệp vào những cái đường đơn. Nhiệm vụ đối với Levi cực kỳ quan trọng. Anh ta sẽ cần phải làm sao để có thể kiểm soát được ba con sâu không còn lại. Tại rõ ràng cái thế xấu sâu không là một cái thế nó vô cùng nhạy cảm. Hãy nhìn lượng sát thương của Easy Love đang khá là chất lượng. APA thì đang cần phải lùi ra. Còn phía cánh này thì Impact đã mất khả năng tàn hình. Kia ra sẵn sàng một bộ người ta bật kỹ năng rồi của mình lên. Sẽ có người hỗ trợ. Ti đang chạy vào hỗ trợ đội của mình và Levi cũng đang chạy tới để giúp đỡ. Sẽ là 2-2 vẫn đang có tiếp tục đeo bám, nhưng Impact đang không nhiều mẫu lắm. Có như là kia ra đã đẩy được Impact vào trong một tư thế khó. Còn khu vực đường trên thì sao đây? Tôi đang thấy những cú va vào nhau có thể sẽ có đấy, nhưng mà không, tôi đang thấy một Rom sẵn sàng tấn công. Ngược lại, APA đang là người bị làm chậm và bắt buộc phải dùng nhảy tên lửa, chứng tỏ Easy Love đang trong một trạng thái cực kỳ mạnh mẽ. Tôi biết Easy Love đang cực kỳ tự tin với con máy Ash này, trong khi đó đường dưới cơ hội của lắng trụ chúng ta đã bị qua đi do Maokai trong tay Ti đã có mặt ở khu vực đường dưới này hỗ trợ dành cho Impact. Còn ở đường trên tiếp tục là một lớp kiên trụ dành cho Easy Love cùng cả Elio. Và Gam bây giờ họ đang muốn đẩy nhanh tốc độ của ván thi đấu này. Levi đang muốn cam Impact rồi, đây rồi, tóc biến R, công cụ đầy đủ hết. Impact im đâu, im hộ cái. Có hai thế giới nhưng rất đáng tiếc, thế giới này là của kia nhà. Đúng vậy, không thể nào bay qua được thế giới bên kia. Và cuối cùng thế giới đó là thế giới của Chiến Thần. Chiến Thần Gam Esports có được điểm hạ gục thứ 3 trong ván thi đấu này và tiếp tục có thể sẽ là một lớp kiến trụ nữa dịch chuyển xuống đường dưới dành cho APA. Một lớp kiến trụ nữa, quá giàu tuyệt vời.
300 đồng cộng kèm thêm một lớp khiên nữa. Đó là một lớp khiên rất chất lượng do Kia già. Anh ta xách về một lượng tiền khổng lồ. Chúng ta xem lượng tiền đó đã có một sự chênh lệch nhẹ. Và chính cái khoảng cách chênh lệch này sẽ là một áp lực vô cùng lớn của Easy Love. Anh ta né cái quy còn lại thì hay quá. Anh ta quay ra là hết hết. Ôi trời ơi, né nghệ thế. Quá nghệ đến từ Easy Love. Và bây giờ cần phải có mặt sự hỗ trợ đến từ Elio. Cô ấy sáng tung ra khá nhiều sát thương. Như vậy khi mà Easy Love bị mất mà nhiều máu như thế này thì đồng nghĩa việc là những con sâu tiếp theo sẽ được kiểm soát bởi Ulti, và hơn nữa thì Levi cũng chưa có tả sụ đột trên người. Do đó thì quyết định của Gamesport có thể họ sẽ nhắm tới là con rồng nhiều hơn. Bây giờ chờ một tình huống mà can thiệp Levi đang núp. Levi đang núp sẵn sàng cho tình huống tấn công vào người của Impact. Liệu Impact một lần nữa sẽ... Ôi trời ơi, coi chay chay. Cái thương nó không đủ dài để có thể khiến cho người chơi đường giữ bên phía Gamesport cảm thấy bị đau. Sao là bạn là người chơi? Ai là người nãy nào nhỉ? Easy Love đúng không? Easy Love cảm thấy nào đúng. Và anh ta về một cách thành công, còn trong đó Ulti 6 con sâu không đã có dành cho Tiên Liquid. Nhưng có một vấn đề đang nổi cộm là có 6 sâu. Rồi sau đó Tiên Liquid sẽ làm gì để khai thác được 6 con sâu đó? Đồng ý. Sẽ là những cái bước di chuyển đến từ cái team mà thôi. Levi đang giật một chút xíu. Và tạm thời thì có thể chạy đâm đây. Nhảy người nhảy vào sát thương nhiều chưa? Sát thương nhiều chưa? Vẫn đang có rất là nhiều. Nhưng đó là nhiều niềm vui cho Levi mà thôi, bởi vì rõ ràng coi chạy với lại Ulti đều không hề có đam. Đúng vậy, và hơn nữa thì APA cũng không thể nào có mặt ở khu vực này và để có thể gây được sát thương duy trì thời gian, chỉ có Impact mà thôi. Impact thì lại mất đi chiêu cuối từ trước đó rồi. Bây giờ Gam cần phải set up quay lính đẩy ngược lại dành cho Easy Love cùng Galio, rồi sau đó di chuyển dọc sông để kiểm soát con rồng tiếp theo thời điểm mà Levi đã có được chiêu cuối. Levi bây giờ sẽ về nhà đồ và xách ra một vài món chuẩn bị cho tình huống giao tranh ở khu vực rồng nếu như đối phương muốn can thiệp. Bây giờ thôi, che lượng tiền lại, chúng ta chỉ cần nhìn cái bảng điểm là chúng ta cũng thấy được là bên nào đang là bên có được lợi thế. Lượng chỉ số lính 83 so với 74, 88 so với 62, 115 giữa Emo và Tristana phía bên kia chi tiền, 112 của Easy Love và so với lại 99 đến từ Yon. Thì chúng ta đang thấy rõ ràng bên phía Gasport chỉ cần họ không để lộ ra những sơ hở thì mới nói xong. Và Kia đang là người phải lùi, Levi đang tới, đấm, coi chay bị cản lại. ABA đang là người phải lùi, có thêm sự hỗ trợ từ Riena. Levi đấm không phải ngừng nghỉ, nhắm coi chay, hãy xem nữa cái máu đã có sử dụng lúc cả chưa cuối. Chạy đi đâu con ngựa này? Con ngựa chạy được à? Ê, khoan đã, Kia đang chạy tới bắt buộc ABA phải sử dụng cú R của mình. Nhưng hình như là tỷ lệ sống của chay đã không còn nữa, anh ta lại đâm hụt. Coi chay lại đâm hụt. Và bây giờ người đang gặp vấn đề là ABA. Đó là oh my god. Look at that baby. Team Liquid sẽ bị hạ gục cả hai thành viên. Levi tới nhưng đó là tóc biển. Levi vẫn có được mà hạ gục. Gamesport đang thật sự hủy diệt Team Liquid. Đây chính là đội trưởng của chúng ta, Levi xử lý một pha phải gọi là mất binh ở pha từ đó vừa rồi. Anh ta có giáo Thiên Ly về nhà và từ đó thì gây được lượng sát thương rất lớn lên người và con dây dây. Rồi sau đó thì lại khiến cho APA anh ta mất nhiều máu nữa để khiến cho một tình huống băng trụ thành công. Và tạm thời thì Team Liquid họ không thể nào tồn tại ở trong trụ được, họ bắt buộc phải lùi về và tấp biến để có thể xoay trúng hai thành viên đối phương dành cho Levi hoàn toàn chuẩn xác ở fight vừa rồi. Rất ghê bởi đội trưởng của Gam Esport, và Gam bây giờ họ đang thi đấu cực kỳ thăng hoa đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại tập này. Hơi đáng tiếc là mất đi cái tấp biến đến từ Imam thôi, nhưng dù sao thì chẳng nữa, hai điểm hạ gục cũng là một cái mục tiêu rất tròn trĩnh ở fight vừa rồi. Mà coi ra chay mắc phải một sai lầm quá lớn nhờ, vào bụi nào mà vào lại vào bụi của đại diện của Việt Nam nữa chứ. Đúng rồi, bụi đó là bụi biết nói đó anh Trung à. Và chúng ta đã thấy rõ ràng những cú đấm của Levi là vô cùng lực, chưa kể đến Levi tầm này anh ta lại là người có được những cái sự chất lượng đấy. Thế xem rõ ràng ban huấn luyện, một cái sờ râu rất hợp lý đến từ ban huấn luyện của Team Liquid mà thôi. Họ đang có những cơ sở để có thể buồn ở trong ván thi đấu này khi từ nãy giờ trong những bước chuyển của họ đều không hề có dấu hiệu tích cực nào cả. Và không quan tâm tới dòng, Gam đang muốn dồn tài nguyên dành cho Kiaya. Và như vậy Kiaya đang có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới, rồi sau đó có thể sẽ là những cái lớp kiên trụ tiếp theo cái trụ đầu tiên khu vực đường trên. Như vậy chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ là gì? Levi là người có được một cái KDA khá rất xanh sao ở thời điểm này. Anh chàng này xanh sớm và cái khả năng xanh của Levi nó lại chia sẻ giúp cho Kiaya bây giờ đã có được một cái tao hợp kiếm từ một khoảng thời gian rất sớm rồi. So với cái lượng đồ đến từ Impact ở thời điểm này, hiện tại thì rõ ràng một đánh một Impact đánh không nổi và chúng ta sẽ set up liên tục dành cho một con Jack. Bình thường thì sẽ là một con thỏ cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà tôi cảm giác khi mà Kia đang gặp đang một món cỡ này rồi, KDA cỡ này, farm cỡ này thì thỏ này thỏ đế rồi. Rất khó, rất ngại và chắc chắn gặp là chỉ có thể chạy. Cho nên bên phía của Tinh Quyết bắt buộc phải như vậy mà thôi. Impact từ từ lại là Impact. Levi đấm luôn, tâm này ngại gì cử, đấm cho con thỏ bỏ ăn cỏ luôn. Và Impact sẽ cần phải lùi tí xíu, cái trụ thì sẽ được nhắm tới. Đối phương có 6 con sâu không? Đường dưới băng trụ à. Elio đang đứng trên sẵn khu quy vừa rồi không thành công lắm. Ulti vẫn đang muốn tiếp cận, trụ đang được nhắm tới đại băng tiện.
Nó thiếu đi cơ sở đó Easy Love. Và trụ vẫn đang bị giẫm. Nhưng API đang là người bị tấn công. Anh ta đang cần phải sử dụng giảm nhẹ tên lửa. Game Sport họ đang out hoàn toàn macro với lại bên phía Telequid. Đúng vậy, họ đã out hoàn toàn macro so với Telequid. Còn Telequid bây giờ họ đang muốn chờ cơ hội đến từ sai lầm của Easy Love. Nhưng điều đó không có thể xảy ra ở tình huống này. Và bây giờ chúng ta có được hai cái trụ ở hai cánh rồi. Những hai cái trụ hai cánh của chúng ta cũng đang còn thấp máu. Và để xem là Levi từ nhà tới trường đang muốn thủ trước đã, không muốn tấn công ở đối phương. Vì tình huống này Levi chưa có chiêu cuối. Và Levi chỉ muốn giải quyết lính mà thôi. Đang là một vấn đề. Chúng ta đã nói từ thời điểm mà 6 con sơ không có trong tay của Team Liquid, họ có 6 con sơ không. Những cái câu chuyện, cái chủ đề cần phải nhắc tới đây là họ làm sao để có được công trình. Chúng ta nhìn vào lượng tiền 4k tiền dành cho đại diện số 1 của VCS rồi, thì làm sao Team Liquid có thể tìm được cơ hội. Nếu như đây là một lượng tiền ngang, họ có thể tận dụng 6 con sơ này khá là tốt. Nhưng lượng tiền đang trên cỡ này thì sẽ tương đối khó. Bên phía Team Liquid lại một lần nữa họ đang đi tìm một cái địa chỉ nào đó bí ẩn để có thể khai thác. Nhưng từ nãy giờ rõ ràng ra soát, ngoại trừ câu chuyện Elio gặp một số vấn đề trong các pha di chuyển ban đầu ra, thì còn lại chưa hề có một kẻ hở nào bị mở ra đến từ Gam cả. Để xem có thủ được cái trụ đường dưới hay không. Levi đang có mặt. Levi đang chờ đợi sẵn cho thủ đánh nhau. Ôi, ATA nhảy vào. Nhảy à, cái chân nào bạn nhảy. Nắm đấm được hai thành viên kim bắt mở ra hai thế giới và tên quán bỏ chạy. Có Imo chạy ra đây được hỗ trợ. May mắn là Levi vẫn chưa có chiêu cuối. Anh ta đang đợi hồi lại chiêu cuối. Anh ta đang di chuyển nhấp nhả từ từ. John. Ai sẽ là thành viên được chọn? John W đã phát hiện thấy được Elio và Elio đang cần phải lùi. Levi đang đấm tới và John đang cần phải chạy. Tristana trong tay của ABA. Anh ta đang làm tất cả mọi thứ để thoát đi. Lái xe tới được Gaspar. Họ đã sẵn sàng cho tình huống này. Ai sẽ là người lái hay để cho sứ giả nó tự đi? Bọn họ quyết định để cho sứ giả tự đi. Mọi sát thương đang dồn. Umti bị đấm. Umti đã bị đấm không bị ngừng nghỉ. Chim cũng bị mất luôn. Và Umti mất tất cả mọi thứ. Anh ta mất cả chim, có thể sẽ là mất luôn cái trụ này ở khu đường giữa. Sứ giả đã hút chiêu cuối. Elio sử dụng chiêu cuối và ngay lập tức ta lùi cung ánh sáng, nó trúng vào được cái tối kiên cường. Và ngay lập tức tinh phiếu của Tinh Quyết họ đang tạm thời phòng thủ thành công. Nhưng thời gian là bao lâu nữa để cho Tinh Quyết có thể phòng thủ được công trình này? Chúng ta sẽ cố gắng để kiểm soát tiếp những cái mục tiêu tiếp theo, ví dụ như là con rồng thứ 3 của ván thi đấu này chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì Jack trong tay của Kia sẽ đối đầu với cả Impact. Jack đang rất xanh, tự tin trong khả năng 1-1 với cả con bài là con thỏ này. Còn ở khu đường trên cần có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của Gamesport để phòng thủ trụ. Emo đã có mặt đầy, Umti không có chiêu cuối, rất khó để tạo ra một tiếng ganh, chỉ là cover dành cho đồng đội mà thôi. Và Levi bây giờ đã có tả sụ đột rồi. Đường dưới ở thời điểm đó thì Levi chưa có chiêu cuối, bây giờ có chiêu cuối có thể tạo ra những tình huống 2-2, thậm chí là 3-3. Vẫn đang là trong tư thế rất khó cho nên phía của Team Liquid họ vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể khai thác được cả 6 con sơ không. Một đội hình đến từ Team Liquid họ sẽ cần có Impact để có thể mở ra những cú hai thế giới. Nhưng rõ ràng Team Liquid vẫn chưa có cơ sở làm được câu chuyện đó. Họ liên tục cố gắng tìm kiếm những cái sự sơ hở. Nhưng càng tìm sự sơ hở thì họ lại chính là sơ hở trong những pha giao tranh đấy. Chúng ta xem AP bắt buộc bỏ chạy 6 con sơ không. Nhưng của Tristana nãy giờ chưa thể nào tìm được công trình ở khu vực nửa cánh trên. Thì nó là một bài toán rất khó. Thật ra là cả toán lý hóa là nói chung là ra đầy đủ những cái gì khó nhất ở trong môn học rồi. Và chúng ta sẽ cần phải kiểm soát sông. Kiểm soát sông thì đối phương sẽ khó tạo ra những thế để lệch đi cánh. Sông ở ván thi đấu này chính là cái yếu tố quan trọng nhất mà hai team cần phải chú tâm tới. Bây giờ thì Jack trong tay của Kia đã về nhà có thêm những món trang bị rồi, đó là một cái mũi quan nữa. Easy Love, cái món trang bị đầu tiên mà anh ta sử dụng là một cái móc diệt thủy quái, sau đó có thể sẽ là một cái ma vũ song kiếm hoặc là một cái cuồng cung. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang hoàn thành xong nhiệm vụ để giúp cho Jack có thể scale tốt và đẩy lẻ bên cánh. Và hơn nữa thì ở thời điểm này Oriana của Emo cũng đã có được quyền trợ đại thiên sứ. Bây giờ là thời điểm đi chung với nhau 5-5 hoặc là thấy 4-1 dành cho Gam để họ tiếp tục nhắm tới con rồng. Dịch chuyển để phòng thủ đó là Gasport, họ vẫn đang đặt cái quyết tâm. ABA bây giờ đánh nhau không lại Kia đâu. Cái này là cái chắc chắn rồi. Đồ của anh ta không thể nào đua được. Đồng ý là ABA đã có được cái súng cái mốc diệt thủy quái, nhưng như đó không đủ. Anh ta sẽ cần nhiều hơn nữa, tức có một lượng trang bị nó sẽ đa năng hơn. Nhưng rõ ràng anh ta đang bị thiếu kinh tế. Và từ nãy giờ anh ta đang rất muốn cái trụ một khu vực đường trên để có được lượng kinh tế đó. Câu chuyện này là không, bắt buộc phải kêu cả Umti lên. Umti chạy lên đây. Nhưng liệu Umti có thể khiến cho Kia trở thành một quái không? Kia còn tóc biến, anh ta sử dụng cú nhảy. Anh ta đang đứng bên trong bụi để out ra cái tầm tấn công. Umti đang quy vào là lấy tầm nhìn. Kia đang là người bị tấn công, nhưng Kia chỉ việc phản công là xong, không hề có vấn đề. Đại băng tiện có hiệu ứng. Còn trong khi đó thì công trình Umti đang đặt quyết tâm rất nhiều, phải có công trình. Trụ đã bắn một phát người ABA, kia nhận ra vấn đề. Còn khu vực đường giữa thì sẽ là trao đổi trụ. Gamesport
Họ câu đủ thời gian để cho cái trụ một khu vực điều dưỡng có thể là mục tiêu được chọn. Do anh mà đứng lại là ăn quả đấm đặt cầu liền. Đây 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 đây, Levi đang đứng cộng thêm quả cầu trên người của mình nữa. Nó khiến cho Tiliquid không có cách nào để phòng thủ được. Họ bắt buộc trao đổi. Ý đồ của Tiliquid rất rõ ràng, họ biết rằng cái khả năng đánh ở con rồng này là không có. Do đó thì họ quyết định là đẩy lên đường trên lấy mạng của Kia cùng với cả cái trụ này. Nhưng bên phía của Gamesport họ cũng đã phản công thành công. Những bước đi của Gamesport là tận dụng đối phương lên đường trên nhắm tới cái trụ đầu tiên ở khu đường giữa rồi sau đó nhắm tới con rồng này. Và để xem là liệu có ai phòng thủ giúp cho Kia đứng trên hay không, bởi vì đối phương có 6 sâu rất cần người ở đây. Chắc chắn là cần người, nhưng ui đâm lại không trúng. Con Chai Chai hôm nay là một ngày thi đấu mà anh ta đâm vào gió hơi nhiều, để xem nào trụ có hay không. Để câu trả lời vẫn đang là không, đồng ý có 6 con sâu không, nhưng nó vẫn chưa đủ lực, sẽ cần nhiều hơn nữa. Và Con Chai Chai bắt buộc cây thương của anh ta sẽ cần phải có được những cú đâm đẹp, chứ từ đấy giờ rõ ràng những cây thương của anh ta nó chưa hề có độ chính xác cao. Có vẻ hai team đang hài lòng với cái tốc độ của bán thi đấu như thế này. Đầu tiên đó là Team Liquid họ đang cố gắng dồn tài nguyên dành cho APA và để cho Yon anh ta có thêm được một cái chỉ số lính nhất định nữa chờ combat sau tranh 5v5. Khi đó thì Aurora cùng với cả Maokai sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình. Trong đó Gam họ có những vị tướng scale về ra đằng sau rất là tốt, As, Orianna cùng với cả Jack. Và họ cũng đang chờ những sai lầm đến từ đối phương. Levi đang đi hơi sâu. Levi one shot được, được không? Đây rồi, hai thế giới game bắt buộc phải bật. Nếu như không muốn mọi thứ nó tệ hơn, sử dụng hai thế giới và sẵn sàng cho những tình huống đánh nhau. Công ty đang di chuyển tới, Levi đang cần phải lùi. Levi ơi, Levi đủ đam không? Nếu như mà không ai hỗ trợ, đâm hay quá. Levi chạy đi, nó chưa đủ đâu, nó chưa có nổ đâu Levi ơi. Bây giờ tôi lực API tốc biến lên bắn luôn. Bây giờ nhảy đi API, nhảy đi anh. Không thể nào nhảy được, nhảy xuống địa ngục băng địa chấn tới Leo hất tung được hai thành viên lên. Ty đang phải bỏ chạy. Elio nhả ra cần cung from và Ty cay và bỏ về. Đúng vậy, một tình huống gần như là cân đôi của Levi ở một khoảng thời gian rất dài để chờ đồng đội tới. Coi dây nắp bụi, bây giờ đã đâm trúng nhân liệu của quá trái. Bây giờ là sông âm một ngày thi đấu và Gamesport đang thi đấu ao hoàn toàn trong lần Team Liquid. Và các bạn ơi, các bạn hãy giơ cánh tay thật cao trên cánh chat để tiếp tục ủng hộ Gamesport được không ạ? Gam họ đang thi đấu rất bay tinh đến thời điểm này, cực kỳ bay với đôi cánh của đội trưởng Levi. Levi gần như là làm hết trong tất cả những gì mà Gam đã có. Tôi đang sợ Levi ở trong phần rừng đối phương hơi lâu ở pha thi đấu này, bởi vì đối phương sẽ là người tới trước. Còn Gam thì vừa rồi phải phòng thủ cái trụ đường trên, nhưng Levi một cân đôi được anh Trung mà, bởi vì Maokai không có sát thương và Aurora là vị tướng gây sát thương AOE chứ không phải là vị tướng gây sát thương ở một đơn mục tiêu. Và pha E này của Impact có vẻ là E mà đúng vị trí mà Levi đang đứng là Levi lùi về thành công. Anh ta sử dụng một tình huống E đó giống như một cú mở đường để tới sân bay vậy. Và đây rồi Impact. Imbắc nhảy qua tường nhưng Kia đang tới tiếp cận và đang đẩy được đối phương vào trong khu vực tường. Imbắc tóc biến Kia, tóc biến thêm vào đó là solo kill. Đó là chiến thần Kia. Một tình huống solo kill đến từ Kia. Đọ tay với đối phương và cuối cùng là đủ trình không. Kia đã có được một bảng điểm solo kill ở fight đấu vừa rồi. KD kiểu anh chàng này là 4-1-2 rồi. Không còn gì để có thể bàn tới nữa. Coi Chai Chai đang đứng đợi, Elio đang đứng được có thể nhìn. Và những cú lườm chết chóc đến từ Elio thời điểm này là quá căng. Nó không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào cả. Và rõ ràng bên phía Tiliquid đang thiếu đầy đủ những cơ sở. Ty quăng hợp quà nhưng rõ ràng anh ta đang là hợp quà của đối phương. Yon đang lựa góc quy đã trúng Elio. Bây giờ Yon đang là một trong những người có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Anh ta sẽ phải khiến làm sao để cho những cú quy của ta càng ngày càng chính xác. Nhưng từ nãy giờ Gam đang né rất là tốt. Đồng ý. Và bây giờ thì Gam tiếp tục cái thế 4-1 hoặc 1-3-1 và kiểm soát sông chặt chẽ. Kiểm soát sông như là đối phương sẽ không tìm được trụ để có thể để macro ngược lại. Từ đây đấm rồi đấm ai cũng được. Ty đang lựa, Levi chọn và Ty nhảy vào tấn công nhưng giấm vào Elio. Đó là một sai lầm đập thủy cuối cùng của đã trúng năm đấm này, chờ sẵn đấm văng vào đã đánh được tối. Và Ty đang là người bị dính xoáy, Ty mới từ nằm xuống chiêu cuối nhắm thẳng vào người APA. APA cố gắng bỏ chạy phía cánh còn lại, hai thế giới được bật lên và các bạn sách đâu đã có như Kia đang di chuyển tới sẵn sàng tấn công của Kim Bắc. Phía bên này thì Levi được bị tấn công bởi 4 thành viên và Levi sẽ phải nằm xuống một thôi, năm đấm không đủ đứng lại bùng nổ. Kia đang không thể nào bị hiện hủy diệt, mạng sách đâu đã có nhà Dion. Như vậy là một tình huống chúng ta đi hơi sâu rồi, bất thường một chút xíu nào. Có phần xui dành cho các thành viên của Gamesport, đó là Ty còn một chấm máu và anh ta lùi về được ở fight đấu rồi. Nhưng góc đó là một góc di chuyển rất đẹp dành cho Impact để anh ta tung ra cái giữa hai thế giới và giữ chân các thành viên đến từ Gamesport lại. Và khi đó thì cái đường về của Gamesport là không còn ở fight đấu rồi nữa. Hơi đáng tiếc là chúng ta đã thua và ra tranh vừa rồi chỉ lấy được mạng Impact mà thôi và nằm xuống ở 3 thành viên. Ty đang có mặt đầy co dây cũng là như vậy, nhưng sát thương của họ là chưa có. Ý, bây giờ hai thành viên này nhảy vào mà API chạy vào không kịp là coi như căng ngoài được đấy. Đây là điều cần thiết đến từ bên phía của Team Liquid đấy. Team Liquid hiểu ra vấn đề, nếu như mà cả hai thành viên này va vào thì biết đâu đó Kia sẽ có được một cú double kill. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống giao tranh này, một tình huống mà Impact là có một pha
hai thế giới rất đẹp để có thể mang lại cú đúp một kiểu gì chính bản thân của anh chàng này. Rất là xui, Umti có một chấm máu lùi về được anh Trung à. Pha này pha mà chúng ta dồn khá là nhiều tài nguyên để có thể lấy máu của Umti, nhưng không ai phải lấy bản số ở tình huống đó khi mà có Arisori kích hoạt lên. Và sau đó combo rất đẹp đến từ Rell cùng với cả Impact vị trí phía sau. Impact dồn sát thương vào người cặp đôi đứng giữa của Game Sport và khiến cho họ gần như đã tắt thở phạt đô rồi. Bây giờ thì Gam họ chỉ lấy được mạng của Impact mà thôi, còn người bị kẹt lại là Levi có mạng sắc đao dành cho người chơi xạ thủ là Yon. Đang khá là nguy hiểm dành cho Gam nếu như họ còn thi đấu những tình huống mà nó hơi rủi ro như pha thi đấu rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là kiểm soát của dòng tiếp theo. Nhiệm vụ rất quan trọng, đây là rồng nước nữa. Nếu trên phía Gam Sport có được con rồng nước thứ hai của bán thi đấu này thì mọi thứ sẽ cực kỳ nhẹ nhàng dành cho đội hình này mà thôi. Họ sẽ không còn bất cứ một yếu tố gì quan trọng nữa cả. Còn trong thế kia chi tuyến Tiên Lực Huyết, cái nhiệm vụ của họ là phải tạo ra một pha chiến thắng y chang như vừa rồi để ít nhất là tìm cái thế gỡ. Chứ cứ trao đổi cỡ này thì bên phía Tiên Lực Huyết đồng ý là vẫn sẽ có một vài phần lời, nhưng lời chưa nhiều lắm, nó phải đổi thêm. Ví dụ như công trình, đang có rất nhiều công trình lợi tức ở trước mắt mà Tiên Lực Huyết vẫn chưa giải quyết được. Tiên Lực Huyết họ hay nha, họ biết rằng là Gam họ đang muốn nhắm tới con rồng này, họ đang cắt thử người lên đường trên. Cái trụ đường trên là cái trụ rất quan trọng ở thời điểm hiện tại. Thế đang Baron cần phải có người thủ, rồng đã có rồi, Baron được kích hoạt lên. Cái ưng tiễn này phát hiện ra vị trí của APA mà thôi. Kiaya ngửi thấy cái mùi đó rồi, Easy Love cũng là như vậy. Cái vấn đề nằm ở chỗ là APA vừa rồi chưa chạy vào cho nên đang Baron nó vẫn chưa đủ nhanh. Levi đang chạy vào, Baron nó vẫn đang là thứ đang bị tiếp cận. ABA bị con Baron khạc hơi đau và Yon. Ý Umti bắt buộc phải chạy ra. Quyền lực thiên nhiên được bật và Kia đang đứng hướng cho Levi. Ngay lập tức các thành viên của Tiên Lực Huyết họ đang cần phải bỏ về, họ cố gắng tới Đam Baron. Nhưng rõ ràng thời điểm này một Tristana cấp độ 14 mới 2 món trang bị chính. Còn trong đó phía bên kia thì rõ ràng các Gabriel Fox thật ra nha, nếu giờ họ rớt Baron họ cũng sẽ rớt nhanh mà thôi. Koche đang cần phải bỏ chạy, đánh được vàng thông nổ cũng muốn nhắm vào không đây. Một pha lấy lại được con cóc rất hay đến Umti. Nhưng bên phía của Tiên Lực Huyết họ vẫn chưa hài lòng lắm, cái họ cần vẫn sẽ là con Baron. Đây là thứ mà Gasbox cũng đang muốn có. Chúng ta cần phải thủ cái trụ thứ hai đường trên. Cái trụ thứ hai đem lại rất nhiều tiền dành cho Tiên Lực Huyết và họ rất muốn gỡ ở cái trụ này. Và hiện tại thì Orianna trong tay của Emo là người đẩy càng cao cũng đường trên càng tốt. Và nên nhớ rằng Gam không cần phải vội. Đội hình của họ, đội hình setup thế bên cánh để giúp cho con rắc đẩy lẻ bên cánh. Rồi sau đó dịch chuyển bọc sau, đó là cái lựa chọn tuyệt vời nhất. Đánh 5 năm đội hình của Tiên Lực Huyết rất mạnh với con bài là con Aurora cùng với cả Mao Kai. Nên những tình huống đi chung với nhau cần phải dè chừng. Và bây giờ thì Jack trong tay của Kiyak cần phải là người làm điều này để chuẩn bị cho con rồng tiếp theo. Có một điểm đặc biệt đó là Gasbox vẫn sẽ có những con mắt có thể gọi là chất lượng hơn một tí xíu nếu như họ chịu khó cắm mắt ở trong giai đoạn tình huống tiếp theo của ván thi đấu. Tại vì ít nhất họ đang có được cách trụ một khu vực giữa đó vẫn đang ở sừng sững, còn trong đó Tiên Lực Huyết không có. Điều này sẽ khiến cho hai bên mạng sườn của Tiên Lực Huyết sẽ rất dễ bị khai thác và từ đó họ sẽ rất là dễ đưa mình vào trong những tình huống giao tranh khó. Và lúc đó Gasbox sẽ tận dụng được những khoảng trống để có thể khai thác được. Đây là thời điểm mà cả hai team nên thở một chút xíu. Họ sẽ chuẩn bị tất cả những gì mình có, thậm chí là Vi trong tay của Levi có thể cam xuống đường dưới để lấy mạng của APA cũng được, không sao cả. Và tạm thời thì Gam họ chỉ có thể phòng thủ và con Baron này mà thôi. Và giữ cái trụ thứ hai càng lâu tốt và tiếp tục cử người ra để kiểm soát khu vực sông để tránh việc đối phương có thể tạo ra những tình huống bắt lẻ và thậm chí là có thể xoay tua lên khu vực đường trên. Cái vấn đề bây giờ Tiên Lực Huyết sẽ cần phải giải quyết là giải quyết được Kia. Nhưng Kia vẫn đang đánh tương đối chắc cú và anh ta cũng hề chưa gặp bất cứ một cái vấn đề gì từ nãy giờ cả. Nhiệm vụ của anh ta là cứ đẩy, tạo ra một cái thế lũng dành cho Tiên Lực Huyết. Đây là một trong những cái phản ánh rất rõ ràng từ nãy tới giờ. Kia cứ đẩy ra một cánh, nó tạo ra những khoảng trống để giúp cho Gamersport có thể dễ dàng di chuyển sang những cánh còn lại. Và cái trụ thứ hai khu vực đường dưới của Tiên Lực Huyết không còn. Thì hồi nãy Levi ăn con rồng cực kỳ dễ, mặc dù anh ta chỉ cô đơn một mình mà thôi. Chúng ta đã có 3 rồng rồi, linh hồn rồng trong ván thi đấu này, linh hồn rồng nước, một linh hồn rồng để nhấp nhả và thả diều cực kỳ khỏe dành cho bất cứ một team nào có được. Và hiện tại thì Tiên Lực Huyết họ đang muốn ép giao tranh 5-5. Và Gam với kinh nghiệm của mình, ưng tiễn được bắn ra, chỉ cần không bị ép 5 giao tranh 5-5 và để cho đối phương bị Baron nhổ là thành công rồi. Rồi hai ưng tiễn có cơ sở, Baron vẫn đang được ăn bên phía Gasbox. Liệu họ muốn cho tranh, họ muốn giao tranh là bắn tiễn vừa trúng vào người của APA. Baron đã có dành được của Tiên Lực Huyết nhưng họ sẽ phải đổi chắc bao nhiêu đây. Levi đang nhắm thấy được APA rồi, sẵn sàng đấm người APA, tóc biến lên dòng thẳng vào người của APA, một thứ dòng người của APA. APA không kịp nhảy mà ta đã phải nằm xuống. Yeon mà đi bụi là con Baron rất dễ toàn. Yeon đang cố gắng kêu gọi những đồng đội của mình. Impact đang sẵn sàng nhảy vào hỗ trợ hai thế giới cũng đang có thể bị công kích. Tóc biến lên để ba người và đó là sấm âm giữ chân được APA. Impact đã phải nằm xuống. Yeon bị tấn công mà đi chờ tôi được hai thành viên đang cố gắng bỏ chạy cho nên bị gọi liên tục bởi Kia. Và Game Sport lấy được 4 mùa lại Baron của đối phương. Và đây là Baron âm tiền. Gam họ đang tiếp tục đẩy ở khu vực đường trên này. Sẽ có trụ dành cho Gam, ít nhất là hai cái trụ anh trang đây. Hai cái trụ đã là thành công dành cho Gam rồi để họ có tiền chuẩn bị cho con rồng tiếp theo. Một tình huống mà để cho đối phương tấn công Baron. Nhưng Gam họ set up được thế cực kỳ đẹp ở pha thi đấu rồi. Và tiếp tục là Levi chọn thẳng vào APA ở pha thi đấu đó. Và APA nằm xuống ngay lập tức. Anh ta đoán rằng APA sẽ sử dụng tóc biến
bằng mọi giá, cho nên anh ta sử dụng cú đấm tốc biến bất ngờ để có thể gọi là cùng ý ấp tay bù lại Baron thứ năm hay chăng. Rồi, cái trụ thứ hai không quan tâm cái trụ thứ ba ở khu đường trên nó sẽ đem lại ít tiền hơn. Hai cái trụ này là hai trụ đem lại rất nhiều tiền. Baron âm 2.300 tiền dành cho team Liquid. Và game bây giờ họ sẽ về nhà xách cái lượng tiền ra để lấy item đè nắp đối phương. Còn đây chúng ta sẽ xem lại tình huống mà Levi xuất sắc như nào. APA bị làm chậm rồi sau đó tấp biến lên đấm, né qua skill shot của đối phương, giữ chân đối phương liên tục với tảng xung đột. Trước đó là cú đấm bùng nổ và ngay lập tức xạ thủ đường giữa của Tiến Liquid nằm xuống. Rồi sau đó lại tới chiến thần. Hai người anh em Anh Sang, em Khánh hôm nay đánh quá bay đi. Và Yemong là người tới để hỗ trợ đồng đội của mình, tạo ra cú xoay trúng hai thành viên. Góc đây là góc chết dành cho team Liquid. Và Gam họ lấy được hai cái trụ ở khu đường giữa và khu đường trên. Không có trụ để gỡ, APA đang cố gắng né, gãy đầu. Một tình huống gãy đầu có cơ sở đến một thành viên của bên phía team Liquid. Tại vì đơn giản thôi, bây giờ ngoài gãy đầu ra thì họ không làm được gì cả. Đấy là điều mà bên phía team Liquid đã cố gắng làm từ nãy giờ nhưng vẫn đang thiếu cơ sở. Chúng ta nhìn lượng sát thương tới được kia nhà của E3 đã giúp cho kia nhà có được một lượng sát thương vô cùng bùng nổ. Còn trong khi đó thì con rồng bên phía của team Liquid đang muốn có nó. Team Liquid lại muốn ép cho một thủng giao tranh. Coi Jay đang băng ở từ đằng sau băng lên. Đó là của E phát hiện bốn thành viên, họ sẽ con với nhau. Check và coi là con reo đang ở đâu. Tại vì pha E này là pha E không thấy được thành viên quan trọng nhất là khả năng mở. Ti đang là người bị tấn công, Ti đang cầm với lùi. Coi Chay đang canh góc để có thể đánh được vào hạt không nổi, nhưng ta đang chờ đợi hơi lâu. Em đang bắn được người kia đang sử dụng cái răng E của mình đấm bùng nổ, chờ đợi sẵn đấm tới đấm lùi, đang suy nghĩ khá kỹ. Rồng hiện tại đã có cho Tiên Liquid nhưng liệu họ có thể lùi về được hay không? Đây còn ngược lại Gasport, họ đang làm liên tục đang muốn lùa, họ đang cấu rỉa liên tục. Kia đang đứng nhấp nhả, Ti đang bị nhấp nhả, Ti đang nhấp nhả quay ra tấn công mình đi chấn được bật. Inbox sử dụng chiêu cuối, Inbox đang là người bị zone là bên Levi, chiêu cuối được bật lên rất bị kẹt lại. Cú sáng cũng đã được bật và Levi không cứu được đồng đội của mình phía cánh bên này. Emo anh ta bị outplay nhưng APA sắp sửa phải nằm xuống. APA đang cố gắng trao đổi nhưng trao đổi không thành công. Inbox tiếp tục dí tới, cú nổ này thành công. Câu trả lời vẫn đang là chưa, mặt nạ vẫn đang đốt và liệu lượng chấp ảo Emo vẫn phát được nhưng tình muốn lao lên tấn công nên Zion thì cũng đã khá thành công rồi. Bên team Liquid họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ thắng trong đủ giao tranh nhưng rõ ràng cơ sở đang thể đánh tiếp đến từ team Liquid tạm thời vẫn sẽ dừng lại những công trình để xem họ có lấy được cái trụ thứ ba của đường dưới này hay không. Nếu lấy được cái trụ thứ ba đường dưới này thì là rất căng đến tất cả hai team. Họ có đủ sát thương 6 sâu mà sát thương của họ lên công trình là cực kỳ lớn. Tiếp tục là một cái trụ nữa dành cho thành viên của team Liquid. Họ đang muốn lấy cái nhà lính này, họ muốn nhà lính bằng mọi giá, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để có cho được nhà lính. Còn trong khi đó thì bên phía của Game Esports, một pha giao tranh mà rõ ràng có một cái vấn đề lớn, đó là cái việc họ bị tách ra, họ bị tách ra khá nặng trong pha này. Dạ là tôi rất tiếc là Easy Love bị bắt lại ở pha chiến này. Pha nhịp đầu xử lý bằng ulti là rất chuẩn xác nha, cấu rỉa máu và bắt đầu khiến cho đối phương gặp khó khăn. Impact tới, các bạn nhìn thấy Impact, Easy Love chạy ra khỏi vòng với tốc biến, còn sau đó là anh ta lại chạy vào và dính ngay một cú gom đến từ Bell. Còn Emo bên này cùng với cả Kia thì bị hút đến từ APA ở pha thi đấu vừa rồi. APA tốc biến để thoát khỏi xoáy, tức là pha này pha mà Emo anh ta chưa tận dụng được cái chất tướng có thể gây sát thương diện rộng đến từ Orianna. Cái chiêu cuối của mình nó tạo điều kiện để giúp cho hai xạ thủ Team Liquid xả sát thương một cách thoải mái. Rất đáng tiếc là nhiều yếu tố nhỏ nó tích lại đã khiến cho Game Sport họ thua ở pha giao tranh này và có mạng sắt đào nữa dành cho Yon. Yon có được rất nhiều mạng sắt đào và họ có luôn cái nhà lính ở khu đường dưới. Những tình huống kết hợp với Game Sport đang gặp vấn đề nhẹ trong pha giao tranh vừa rồi và Coi Chay Chay đã phát hiện thấy đối phương, anh ta đang chờ đợi, anh ta tốc biến ma thuật lên phía trên đâm một phát vào người của đối phương. Levi đang sử dụng kỹ năng của mình để có thể lùi về và đi bộ một tí xíu. Còn trong khi đó Tiller Quick do đang sẵn sàng với những cú bắn của mình. Bây giờ Yon sẽ là người cùng với lại APA gánh trong những tình huống cố gắng gây sát thương nhiều nhất có thể ở khu vực đường dưới. Đồng ý là có nhà lính nhưng đang bị cái vấn đề là Kia từ nãy giờ đang đẩy cánh dưới cho nên là những con lính siêu cấp nó vẫn chưa tác động được vào cái trụ bảo vệ nhà chính ở bên phía Gamesport. Đúng là Team Liquid họ vẫn mạnh hơn trong cái khả năng 5v5 và hơn nữa tôi rất tiếc là Emo không đánh theo người chơi xạ thủ mình. Nếu như mà hai người chơi Emo cùng với cả Easy Love đánh chung với nhau thì có lẽ mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn dành cho Gam. Có lẽ là Gam họ sẽ rút ra cái bài học sau pha giao tranh vừa rồi. Thế trận bây giờ vẫn đang rất là khó đoán. Gam họ có được 3 rồng, Team Liquid họ có 2 rồng. Nhưng chúng ta hơn một chút tiền, đối phương thì có đội hình giao tranh 5v5 mạnh. Nên là bây giờ tôi đánh giá thế trận vẫn đang cân đến từ cả hai team khi mà Team Liquid họ có một cái nhà lính ở đường dưới. Bởi vì có được cái nhà lính đường dưới thì họ sẽ dễ đẩy nửa cánh trên, tạo ra một cái thế ngay khu vực Hamron. Bây giờ Hamron sẽ cực kỳ nhạy cảm. Chỉ có một vấn đề ở đây, đó là Kia vẫn đang là người đẩy khá tốt. Điều này sẽ giúp cho Gasport ít nhất sẽ cải thiện về cái vấn đề là sẽ có một cái đường đẩy cánh free dành cho bên phía của Team Liquid ở từ giai đoạn này. Còn trong khi đó, nhiệm vụ của Team Liquid sẽ làm những gì có thể để giúp cho cả APA và Yon tác động được vào khu vực Baron càng nhiều càng tốt. Còn Tristana trong tay của APA đang bắt đầu tới với cái ngưỡng sức mạnh cần thiết rồi. Và cách cần của anh ta là lựa chọn một vị trí đẹp để có thể bắn.
Và trước thì chúng ta không có tóc biến ở trên người Kiaya cũng cả cái Levi với Emo. Và bây giờ thì những cái tóc biến đó nó đã hồi. Còn APA của công ty và Impact thì đều đã sử dụng tóc biến cùng với cả con CJ ở pha trong đó. Chỉ EasyLove là người mất đi tóc biến mà thôi. Chúng ta đã hơn spell so với đối phương. Và con Baron này không biết rằng liệu Gam có muốn đánh hay không. Gam muốn đánh. Nhưng trước khi đánh á là phải đẩy cao ở khu đường dưới trước đã. Có một điểm mà có lẽ như anh Phước Tên Lưu Quyết sẽ cần phải lưu ý. Thời điểm Baron cũng đã ra, nhưng cái tóc biến của Impact chưa có. Hồi nãy Impact bắt được EasyLove, nó dựa trên cơ sở là anh ta tóc biến, anh ta sử dụng hai thế giới. Và bây giờ khi mà anh ta không có tóc biến, anh ta sẽ cần phải chọn những vị trí càng ngày càng nhiều cái điểm mù hơn để có thể khai thác được. Levi đang bị những cái món quà đó cấu rỉa. Ti phía cánh này, Levi đang bị cấu rỉa rất là gay gắt đến từ Yon. Và Baron đang khạc vào ba thành viên của đối phương. Yon đang cấu rỉa liên tục nhưng lượng sát thương vẫn đang chưa đủ. Tốc độ ăn Baron thật ra chưa nhanh lắm. Và Ti đang cầm lùi, API cũng đang tương tự giống như thế. Thế đánh này vẫn đang có, Elio đang bị cấu rỉa tương đối nhiều. Yon vẫn đang tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình bằng mức độ chính xác vô cùng cao. API thì bị tấn công, API có thể bị nhắm tới. Băng này chân hút tên lên, xong mình vọt ra. Và tức API đã bị bốc hơi, bắt sử dụng hai thế giới. Combo hot và Islam cũng như một pha nhảy vào để cứu đồng đội. Không ai đánh để cho hỗ trợ cho Yon. Yon bị xôn ra, Kia nhảy vào hỗ trợ. Bắn chết nó đi em, gõ chết nó đi em. Và Kia gõ chết được đối phương. Kia đã trở thành huyền thoại. Không chỉ là huyền thoại trong ván trận đấu này, không chỉ là huyền thoại trong cặp trận đấu này, anh ta là huyền thoại của VCS cùng với lại Levi. Và hai huyền thoại đang dắt tay nhau tấn công vào trụ bảo vệ nhà lính, tấn công vào hai trụ bảo vệ nhà chính. Đại diện số 1 của VCS đã giành chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên. Đúng vậy, chúng ta sẽ dẫn trước với tỷ số là 1-0. Rất nhiều vất vả ở giai đoạn mid game khi chúng ta loay hoay trong việc là tìm ra những cơ hội để tiếp tục snowball ván thi đấu này sau giai đoạn early game hết sức tuyệt vời. Nhưng dù sao thì chẳng được, cái pha giao tranh cuối là pha giao tranh mà Levi nhìn thấy cơ hội khi mà đối phương bị dính đá ba tiên rồi sau đó tung ra quả cầu kết hợp với tả súng đột xạ thủ đường giữa của Liquid APA lên bàn điểm số ngay lập tức. Và sau đó là gì ạ? Màn giữ vị trí đến từ Orianna trong tay của Emo hỗ trợ dành cho As, rồi sau đó là chiến thần Kiaya quẩy nát đôi đối phương. 1-0 dành cho Gam Esports.